tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam, Phạm Hải Yến, sát thủ tưởng nhân dự World Cup. Phạm Hải Yến trở thành một trong những niềm hy vọng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Nữ cử nhân đại học này đã sẵn sàng cho một cuộc chinh phục lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Phạm Hải Yến chính là người nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại ASEAN Cup nữ với 8 bàn thắng. Rõ ràng, tấm vé tham dự World Cup nữ 2023 có không ít dấu giày của chân sút đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội 1. Tới đây, Hải Yến ước nguyện rằng cô có thể ghi bàn vào lưới những đội bóng hàng đầu thế giới. Để biến ước mơ ấy thành hiện thực, Yến lao vào tập luyện và trở thành một mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Mai Đức Chung. World Cup với tôi cũng như nhiều đồng đội là một giấc mơ xa vời, nhưng bây giờ nó đã ở trước mắt. Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup là một hạnh phúc lớn, nhưng cũng phải cố gắng để lần đầu để lại ấn tượng ở sân chơi lớn nhất thế giới. Chúng ta có thể ghi bàn ở Đông Nam Á, ở châu Á, với World Cup thật sự khó khăn gấp bội. Cá nhân tôi đặt mục tiêu ghi bàn và cố gắng làm tốt nhất có thể. Hy vọng may mắn sẽ đến với toàn đội, Hải Yến chia sẻ. Như Hải Yến nói, ghi bàn tại World Cup như một điều gì đó vô cùng kỳ vĩ, bởi các đối thủ của bóng đá nữ Việt Nam đều là những đại nương. Thế nhưng, nhìn từ các trận đấu gần đây, đặc biệt với đội tuyển Đức, chúng ta có quyền hy vọng. Càng hy vọng bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung có những cầu thủ tấn công tốt. Đương nhiên, sẽ khó bỏ qua những cầu thủ như Hải Yến. Cũng phải nói thêm, không có thể hình tốt nhưng Hải Yến có khả năng chọn vị trí và kỹ năng dứt điểm rất đa dạng. Tất nhiên, tới đây, Hải Yến cần rất nhiều sự chi viện của các đồng đội. Hải Yến sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Thường Tín, Hà Nội. Con đường đến với bóng đá của Hải Yến bắt đầu từ một lớp học ở quê nhà. Cô gái sinh năm 1994 từng bị bố mẹ ngăn cấm bởi lo bóng đá không mang đến một tương lai tươi sáng. Vì quá say mê, gia đình buộc phải để Yến đi theo tiếng gọi của con tim. Hải Yến trong lần được đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia. Tuổi 13, Yến được tuyển chọn vào lò đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ nữ Hà Nội. Tại đây, Hải Yến đã phát triển và trưởng thành một cách đáng kinh ngạc. Cô nhanh chóng được đôn lên đội 1 của đội bóng thủ đô và ở tuổi 17, Hải Yến đã được triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam. Trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội 1, Phạm Hải Yến đã giành rất nhiều danh hiệu. Trong đó, hai lần liên tiếp, Yến giành danh hiệu quả bóng bạc nữ Việt Nam năm 2020 và 2021. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Hải Yến cùng các đồng đội đã mang về rất nhiều thành tích chói lọi, như chức vô địch AFF Cup 2019 hay kỳ tích 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games từ năm 2017 đến 2023. Hải Yến nói rằng, những thành tích có được thật đáng tự hào, nhưng mỗi chặng đường đi qua đều có những nấc thang mới. Phía trước cô và các đồng đội là World Cup. Sự quyết tâm của Hải Yến là có thừa, và chúng ta chờ những phút giây diệu kỳ từ nữ sát thủ này. Vài nét về Phạm Hải Yến. Sinh năm 1994 tại Thường Tín, Hà Nội. Câu lạc bộ Hà Nội. Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2011. Thành tích đáng chú ý: vô địch AFF Cup 2019, SEA Games 2017, 2019, 2021, 2023. Vô địch quốc gia các năm 2011, 2013, 2014 cùng câu lạc bộ Hà Nội 1. Quả bóng bạc Việt Nam 2020. 2021, vua phá lưới giải vô địch quốc gia các năm 2015, 2018, 2019. Tham dự World Cup 2023.